안녕하세요 여러분 xin chào tất cả mọi người mình là ren hôm nay mình sẽ hướng dẫn tiếp cho mọi người phần số 7 khoa học 500 câu tiếng Hàn giao tiếp siêu tốc phần này cũng sẽ gồm có 20 câu và bây giờ mình sẽ bắt đầu nha mọi người nè xin chào 구독과 좋아요 nè cú qua trước khi bắt đầu mọi người nhớ bấm like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ và xem video tiếp theo trên ren channel nha nè xin chào 무서워요. 너무 무서워요. 너무 무서워요 너무 무서워요 Sợ, quá à. kinh khủng quá, à. thấy sợ quá à. thì mình thường hay dùng cái cụm này ha. 무서워 ví dụ như là lên trên núi cao xong nhìn xuống đất. Ôi nó hoặc là mình thấy cái con rắn đang chạy đang đang bò bò bò. Ôi nó hoặc là phim ma xuất hiện chẳng hạn đúng không? cũng có thể sử dụng oh, nó no, mu so nó no, ở đây mình nghĩa là rất là quá thường theo sau đó là một cái tính từ nào đó ví dụ như nó đẹp quá đẹp quá à nó no, chắc kìa nó no, chắc kìa hiền quá đi chẳng hạn là họ ô ghê kỳ thần kỳ thần bí chẳng hạn xinh ghê này mình có thể đi sau một tính từ ha còn từ góc ở đây là từ mu sắp tả mu sắp Tà, tính từ mu sốc tạ mày nghĩ là sợ sợ cái gì đó nó là có quy tắc của um, bất quy tắc của bạch chim là biếc các bạn bạch chim là biếc chữ bờ này nè khi theo sau nó là um, cái đuôi nguyên âm hoặc là một nguyên âm tức là theo sau những cái mà uh, bắt đầu bằng chữ ngờ này nè đó là theo sau là nguyên âm thì ở đây chữ biếc sẽ bị biến thành u sau đó mới chia trong trường hợp mình đang sử dụng đuôi a o vô thì a o, vô thì các bạn sẽ thấy là chữ u này nè thuộc trường hợp nào các bạn đây mình có uh, chia đuôi vô lịch sử uh, trong văn nói thường thường mình nói lịch sử là đuôi vô đi thì á uh, có ba trường hợp trường hợp thứ nhất động hoặc là tính từ khi mình bỏ tà ra mà nó có nguyên âm là a hoặc là u thì mình sẽ biến nó thành a u hoặc là cộng thêm a u rồi động tính từ bỏ tà ra nó có ha tức là ha tà sa đăng tà chủ tà bỏ tà ra thì mình sẽ biến luôn nó thành he you Nè còn trường hợp còn lại tức là trừ ba thằng này không phải là ao không phải là ha thì mình sẽ cộng với o vô ví dụ như là o nè u nè ư hoặc là y chẳng hạn thì mình sẽ cộng với o vô rồi quay lại với cái uh, bạch chim, là chữ pi chữ bờ của mình pi thành u u thì phải cộng gì các bạn không phải là a không phải là

친구 중에 좋은 사람이 없어요? 친구 중에 좋은 사람이 없어요? Ờ, bạn có cái đứa bạn nào mà tốt tốt trong bạn của mình không á? Tức là cái câu này khi mà dịch ra tiếng Việt thì nó hơi kỳ. Mày có đứa bạn nào được được, được không? Nhìn được không? Có được không? Tức là sao? Các bạn suy nghĩ á, cái trường hợp người hàng cũng hay vậy đó thấy ví dụ mình đi làm chung á cái cái ông nó không chưa có vợ là cái cái bà đó bà 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 bà, bà người lớn tuổi người hàng á bà có con có cháu gì mà chưa có gia đình á thì thường mới hay hỏi là uh, con có quen ai mà được được không trong mấy đứa bạn việt nam của con á có con, con có quen ai được được không giới thiệu cho bác đi bác làm mai cho con bác chẳng hạn câu này mình thấy quá trời quá đất luôn thực tế cũng vậy mà trong phim cũng vậy xin cô chừng nghe chú đây mì học Ừ, có, có 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 đứa bạn nào có được không á? ở đây là bạn bè ha. Chung trong thường đi với danh từ cũng với chung nghe. Nè trong số những cái danh từ tức là trong số những đứa bạn của con á thì chuẩn sa ở đây chuẩn sa nó là định ngữ của tính từ nha các bạn. Định ngữ của tính từ thì tức là sao? Tính từ có bà chim mình sẽ thêm in, không bà chim thì mình sẽ bỏ tà đi và mình thêm niên tức là chữ n là mặt tim cho nó và thêm sau một danh từ mình sẽ dịch là danh từ mà tính từ ở đây tính từ của mình là thụt thả bỏ tà đi nó mang nghĩa là tốt đẹp hoặc là được nè có nhiều nghĩa lắm ha rồi danh từ của mình là gì các bạn sa đám sa đám ở đây là người người mà tốt thì đây tính từ là thụt thả có bà chim mình cộng với ơn thành chủ ơn tách cái sao làm chủ ơn sao làm chủ ơn làm người tốt ha rồi đi với cái ngữ pháp cuối cùng ngữ pháp đuôi đó là có hoặc là không có cái gì đó nhà mình có là danh từ có bà chim thêm y không bà chim thêm ca không có danh từ nè còn có cái gì đó ví dụ như là tôi có tiền thú nhì sợ thì mình thay ọp này bằng ít là xong nè nó ngữ pháp này là ngữ pháp có hoặc là không có cái gì đó nha mọi người Và trong trường hợp này thì sa ra mi ọp sợ chú sợ ra người tốt thì không có hả tức là không có cái người nào tốt hả người hàng có khuynh hướng là um, con không có cái này hả Ở ví dụ như là bạn có tiền không thì bình thường mình sẽ hỏi là thú nhì sợ Thu ni sữa có tiền không à. nhưng mà người hàng lại có cái khuynh hướng hỏi là mẹ không có tiền hả Thu ni ột sữa Thu ni nè nên là trong trường hợp này người ta hỏi thì hỏi phủ định tuy nhiên là cái nghĩa của nó là bạn không có cái người nào mà tốt trong số bạn của bạn hả tức là nói như cái văn bình thường là Mày không có đứa bạn quen đứa bạn nào được được hả đứa bạn nào tốt tốt hả kiểu gì đó

thì bạn vô bạn cắt cái bạn giải thích giải thích giải thích tùm lum ồ cắt cái con cái máy thì máy bằng chẳng hạn rồi đuôi thì tỉa chẳng hạn làm tùm lum xong rồi cái ổng nói lại một lần nữa ừ em muốn làm gì phải không cắt máy bằng đúng không tỉa tóc sao đúng không cứ nè cứ đó kia thèo làm vậy cho tôi đi à nè làm vậy cho tôi đi à người ta hỏi kiến mình lại một lần nữa người ta hỏi mình cái gì đó mình nói rồi người ta nói lại cho mình nghe không mình kêu ok bình thường là ok ơ chú cứ làm vậy đi á làm vậy đi cho con, làm như vậy đi, 그렇게 hết sức khỏe, ở đây là như thế, như thế ha các bạn, okay ha ta ở đây là làm nè cộng với cái đuôi ảo chú ta động từ, ạ, động từ với tính từ động từ ảo chú ta, Dạo này viết vẫn còn xấu chưa có viết đẹp được ao zu da có nghĩa là làm cái gì đó cho ai đó. Ở đây mình ghép vô thì ha ta nó sẽ biến thành he he to da luôn là làm gì đó cho. Cho cái người đang nói thì cho tôi, làm đó cho tôi. Rồi ư dẻo mình có động từ có bạch chim mình cộng với ư. Ừ. Theo, không có bạch chim thì mình thêm theo thôi. Mà nghĩa là hãy hành động gì đó hãy làm cái gì đó đi nè hãy làm vậy cho tôi đi Ok hết dẻo lưu ý cách phát âm ở chỗ chữ hò và chữ cờ nhé ha và chim là hò nè theo sau là chữ cờ hoặc là chữ ca thì chỗ này mình sẽ đọc thành chữ khờ ha okay tiếp tục 전 수리 좀 약해요 전 수리 좀 약해요. 저 술이 좀 약해요. tôi uống rượu kém lắm hoặc là uh, không uống rượu được, uống rượu dở lắm. Bình thường ví dụ như ai mời mình uống cái mình á, hô xuống đi Ở đây mình có thể bỏ cái cho này luôn ha. Cho này là nên viết tắt của từ nên là tôi á. Tuy nhiên văn nói mình có thể bỏ được. Mình thích thì mình dùng, thích thì bỏ nhưng mà khuyên khuyên hướng của người hàng là hay bỏ cái chủ ngữ nên là trong trường hợp này mình bỏ luôn được. 술이 좀 약해요. 술이 좀 약해요. 술, đây là rượu ha, rượu nói chung. Chum là hơi, hơi hơi. Yakada là yếu là kém từ góc của nó là 약하다 술이 좀 약해요. Tôi uống rượu kém lắm, tôi uống rượu dở lắm. <laughs> Cái này có thể là nói thiệt, cũng có thể là nói láo. Nè, tiếp tục. 오늘 여기까지 해요. 오늘 여기까지예요. 오늘 여기까지 해요. Hôm nay làm tới đây thôi. Hôm nay làm tới đây thôi. Này, câu này mình cũng hay nói. 오늘 여기까지 nay 합니다. Mình hay nói là ồ oh, hôm nay tới đây thôi ha. Thì trong cái công việc lúc mà bạn đi làm ở công viên Hàn Quốc thì cũng hay nghe cái câu này. Ví dụ như là mình làm việc xong gần tới giờ về á, cái ông chủ của mình nói hoặc là cái người sếp mình nói ồ oh, 오늘 여기까지 Ừ Làm tới đây thôi. 카메라 về 돼. 오늘 여기까지만 해요. 여기까지예요. 오늘 là hôm nay. 여기 là đây. Có thể là tới đây hoặc cũng có thể là nơi này luôn ha các bạn. Đây. 까지 này là danh từ chỉ nơi chốn đây hoặc là cái cái chỗ ý cái chỗ này này hoặc là cái đây luôn đây tới đây thôi đó nè mức độ cái gì ở đây là đến đến Nè, ha ta là làm, làm tới đây thôi. Nè, ủ nê, cho khi cân si hãy hẻo. Biến, tiếp tục. Vê, cử rô kê, hưng bún nèo. Nè, sao lại uh, kích động vậy sao lại hưng phấn quá vậy ở đây hưng vui na tạ hưng vui na tạ nếu mà mình đọc theo tiếng hán là hưng phấn đó hưng phấn thì các bạn sẽ nghĩ tới cái ý đồ đen tối nhưng mà thật sự ở đây là hưng phấn ở đây á tức là kích động á kích động tức là sao mình tự nhiên mới nghe người ta kể chuyện gì đó mình dạo này mình hay bị gì lắm trả chân chung chim mèo nè trả chân ta chân tức là chồng mình vừa nói cái gì cái là mình nổi điên lên liền không cần biết là cái chuyện đó nhỏ hay lớn tự nhiên sao hay bị bực mình đó người ta kêu là stress uống chân bị trầm mất hay sao tự nhiên thời dạo này hay bị nổi điên nổi điên đột sức này là hứng tôi nà đà là bị kích động mới nói không ví dụ anh mới cho bạn mượn năm trăm ngàn đi ví dụ vậy hả nói điên lên hứng nè đà nè nè hứng nà đà cứ đó mới nói xong đọc là cứ đó khẽ và chim là hờ theo sao là chữ cờ hoặc là kia thì mình chỗ này mình đọc là cờ cứ đó khẽ Quế tại sao? 네, 왜와흥야와왜 그렇게 흥분해요? 계 주저할 필요 없어요. 주저할 필요 없어요. 주저할 필요 없어요. 주저할 필요 없어요. 강이어 tôi không cần do dự không cần gia dự thì mình cũng nói vậy ví dụ như là giờ tự nhiên có người cho mình uh, uh, chịu cái kêu uh, mình đi học tiếng uh, anh thêm đi ví dụ chồng mình đó Ô, cho chịu đi học thêm tiếng anh đi tại sau này đi làm việc có tiếng anh thì cũng giỏi cũng ngon nhiều <laughs> là biết tiếng anh tí xíu đó <laughs> oh không cần giao dự đi đăng ký học liền chẳng hạn như vậy sự sợ hay đột sợ tức là làm cái việc gì mà mình do dự nhưng mà người ta nói mình á hoặc là mình nói người khác á thấy người ta định làm gì đó cái gì mà người ta cứ do dự trần trừ họ sự sợ hay phải không cần phải do dự đâu gì đâu mà lại do dự gì đâu phải trần trừ kêu đi qua hàn quốc thì qua đi qua đây kiếm được nhiều tiền lắm ví dụ vậy đó mình nổ thôi chứ không có kiếm nhiều tiền đâu mà ơi Chú sợ ta Chú không biết hà tức là do dự trần chừ ha rồi mình có cái ngữ pháp động từ nè có bà chim thêm ư không bà chim bỏ tà thêm chữ r ri ư làm bà chim cho nó và cộng với pido 없다 tà pido không cần không cần phải hành động gì đó nè ở trong trường hợp này ví dụ như mình có là ồ oh, không cần đi đâu mà bây giờ đón taxi tới nhà mày mà cần gì ra đón cho hạn khai phí đồ sơ so. khai phí đồ sơ so. nè khá tà chẳng hạn khai so. không cần đi đâu hoặc so. so. là ôi oh, không cần gặp thằng đó đâu thằng đó nghe anh biết là biết nó không đàng hoàng rồi đó mà anh nói đồ Ủa, uh, 지금 어, 먹을 không cần ăn đâu. Bây giờ không cần ăn đâu. Nhìn người người đó thôi là thấy no bụng rồi không cần ăn đâu. Họ bỏ cái Chẳng hạn mình có thể sử dụng cái ngữ pháp này đa dạng ha. Tiếp tục. Nó mu eo. Nó mu Nó mu heo. Nó mu eo quá đáng thiệt chứ thiệt là quá đáng mà câu này hình như mình cũng có giải thích tới đâu rồi Nó là ở đây là chữ nọ mu hồi nãy mình có hướng dẫn ở phần câu số 1 hay sao là rất là quá mình gắn thêm chữ ha tà nữa thôi tức là rất là quá đáng rất là quá đáng <laughs> quá đáng thiệt chứ đổ mu nhiều, đổ mu ha tà mà nghĩa là quá 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 đáng nha các bạn Nộ mua ha tà nổ nè tiếp tục 근사해요. 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 đẹp ghê, đẹp lộng lẫy, đẹp kinh khủng à. Trong trường hợp này mình dẹp với ta. ớ nó với dẹp đà. Thì nó chỉ là cái mức độ của nó không có bằng kinh ta. Ví dụ như mình thấy người ta vẽ một bức tranh mà tuyệt vời, đẹp tuyệt vời, nói chung là đẹp mà đẹp không thể tưởng tượng được, nói chung là đẹp quá, đẹp quá xuất sắc. Thì mình sẽ nói, ờ kinh oh, khinh cái gì đó mà đẹp mà đẹp lộng lẫy thì mình nó dùng khinh ta ha, còn bình thường thì mình dùng đẹp boyo, nè ta có nghĩa là đẹp đẹp lộng lẫy, đẹp kinh khủng các nha. <cười> <cười> <Ở đây là "cười> nha các bạn, các bạn nhớ tiếp tục nha. 하나도 안 궁금해요, 하나도 안안 các bạn, 안 궁금해요, ở đây là cung nha các bạn, nãy mình đọc bị bị bị, bị lúi lưỡi sao 안 à, 궁금해요. 하나도 안 궁금해요. 하나도 안 궁금해요. 장 tò mò thế nào? Tôi chẳng có tò mò đâu. Ví dụ như uh, bạn mình nó nó kể cho mình, ôi oh, tôi kể mình nghe chuyện này nè, kể mình nghe chuyện này chuyện này hay lắm. Ôi hắn nói tôi ăn cung mẹ, hắn nói tôi ăn Chẳng tò mò thế nào? Ví dụ như mình không thích nó, chẳng hạn mình muốn nói mà nói cho nó quê, hắn nói tôi mẹ. Câu này nghe thường luôn. Hắn nói tôi ăn cung mẹ. Hắn ở đây mà nghĩa là một tí nào cũng, hana là một là một tí một ít mình cũng dùng hana được ha. Thu cũng, danh từ động tu là cũng một chút thì tôi cũng. anh à, là nghĩa là không. Mình có cái ngữ pháp tính từ động từ cộng với chi ảnh thả các bạn. Bằng với cái ngữ pháp tương tự đó là Ảnh à", mình sẽ cộng với tính từ động từ. May nghĩa là không không tính từ là không như thế nào đó không đẹp không xấu không hiền không giữ gì đó còn động từ không làm gì đó không ăn không muốn không làm gì đó để là không là nghĩa không cái gì đó khung gương mà mà là tính từ mà nghĩa là tò mò tò mò tôi không có tò mò đâu khỏi kể cũng được không thèm nghe đâu thì hết tôi nói, ăn khung mèo chồng mình về ví dụ kể chuyện gì mà mình đang bực mình Hả à, tôi ăn khung gương tôi ăn khung mẹ tiếp 혼자 뭐예요? 여기서 혼자 뭐해요? 여기서 혼자 뭐예요? 여기서 혼자 뭐예요? Bạn đang làm gì ở đây một mình thế? Ví dụ như là ở câu này như mình có thấy thử quen quen có bị lặp không ta? Chắc nó ra nhiều quá bị lặp hay sao? Nè, ví dụ như là mình đang ngồi ở ngoài công viên mình chơi đi. Ngồi một mình nè, à, chồng mình đang kêu Vụ cái cho không? Ngồi đây làm gì mình nhỉ? Có chuyện gì mà ngồi đây làm Ngồi đây có mình nha Mình có thể hỏi vậy ha Mình thấy ai đang có ở đó một mình Khi mình hỏi mình quan tâm chẳng hạn cái cho mùi vậy đó cái Tức là từ này á Vụ cái mà nghĩa là ở đây nè Ê từ so này là viết tắt của ở so ha tại ở ở tại đây á do cái gì so nghĩa là một mình làm cái gì đó một mình thì thường theo sau đó là động từ ăn một mình 혼자 먹어요 mọi ngủ một mình 혼자 자요 để nói một mình 혼자 말해요 mở đều một mình ha mồ mo... ở đây là bù ở tức là nghĩa là cái gì á từ cái viết tắt của từng bù ở ha ta là làm thì hey, bộ làm gì nè bạn làm gì ở đây một mình vậy dỗ cái sò 혼자, chiếc quay phim mà phải ở đây mình thôi tiếp tục 납치 됐어요? 납치 됐어요? Nạp chi, Nập, chi, Nập, chi, Nập, chi bị bắt cóc hả bạn bị bắt cóc rồi hả hoặc là ai đó bị bắt cóc rồi hả là ở việt nam mình thì cũng có nhiều trường hợp bị bắt cóc mà ở uh, hàn quốc này anh có nhiều cái phim mắc cười lắm tàn là bắt cóc từ lúc nhỏ hoặc là lúc nhỏ bị uh, có chuyện gì đó rồi lớn lên rồi tái hợp gia đình nó hay có những cái phim đó lắm nên là cái tàu cái cụm này rất là ra rất là nhiều luôn nạp chi đề đạt trên lịch trên thời sự cũng hay ra ha? Nạp chi thuê tà Nạp chi này là Bắt cóc Thuê Đi với cái cụm thuê tà Nạp chi thuê tà Mình học nguyên cụm ha Bị bắt cóc Cái <laughs> này á Đáng kinh quá Nè Nạp chi thuê tà Bị bắt cóc ha Còn mình bắt cóc ai đó Thì mình bỏ cái thuê tà đi Mà mình thay bằng ha tà là xong Nạp chi thuê tà Nồi no, nạp chi à. Tao sẽ bắt cóc mày Nồi no, nạp chi thuê à. Tiếp tục Mù đánh chàn. 부탁해요. 물한잔 부탁해요. 물한 부탁해요. 물 부탁해요. nhờ bạn cho tôi một ly nước hoặc là em cho ly nước đi. 물한잔 부탁해요. nhưng mà nói lịch sự ha. Ví dụ như là uh, người ta nói uh, tới nhà chơi cái um, uh, đó là uh, chủ mới nói là uh, em em lấy cho anh ly nước nha anh khác không em lấy cho em ly nước nha cái mình nói ồ oh, chẳng hạn gì đó chẳng hạn <laughs> ờ, cho tôi ly nước đi nói lịch sự thôi các bạn bu ở đây là nước han ở đây là một chan ở đây là ly Buranshan. một ly nước nhưng mà khi mà nói người hàng có xu hướng là chỗ này chữ r luyến lên trên chữ h này luôn mình sẽ đọc là bu ran bu ran bu ran chan ta là nhờ 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 ai đó 부탁하다. 마지막에 그, 뒤 부탁해요, 부탁해요. 네, 무른전 부탁해요. 뜁떡. 빨리 집에 가요. 빨리 집에 가요. 빨리 집에 가요. 빨리 집에 가요. 빨리 뭐냐냐 빨 À, oh, 빨리 집에 가요, 빨리 À, Đi về nhà nhanh đi, tụi mình đi về nhà nhanh đi Chẳng hạn, 빨리 ở đây mà nghĩa là nhanh ha Và chim là r, theo sau là r Thì chữ r thứ hai đọc là l 빨리 집에 가다 집 ở đây là nhà ha 가다 là đi Đi về nhà hoặc đi đến cái nơi nào đó Thì mình có là danh từ chỉ cái nơi Cộng với e Và 가다 này, danh từ cộng e khả tà đi đến danh từ đi đến nơi nào đó đi đến nơi nào đó ví dụ như là uh, đi đến công ty tức là đi làm thì phê sai khảo phê ví dụ như là đi đến trường chẳng hạn hq uh, khảo hq ờ đi đến đi về việt nam chẳng hạn việt nam 베트남에 네, 가요. 네, rất là đơn giản. Tiếp tục. 잠이 안 와요. 잠이 안 와요. cũng được mà là 잠이 안 와요. Cũng được. 잠이 안 와요, qua đây cũng được ha. 잠이 안 와요. À, không ngủ được không buồn ngủ dạo này cũng vậy tới 12 giờ mà vẫn chưa buồn ngủ mắt mở cho cháu thế là ngồi làm tầm 7, tầm 3 tới một giờ mấy mới ngủ được ha sao này không tham ở đây mình có cụm tham u tả tham mi u tả hoặc là tham u tả Hay là buồn ngủ buồn ngủ các bạn tham u ta buồn ngủ -ta. hoặc là mình có cái cụm mà buồn ngủ hẳn luôn đó là tulida 졸려 아 oh, 너무 졸려 뭐야 <laughs> chẳng <laughs> nè tiếp tục ở đây ảnh mới nói xong ảnh theo sau nó là tính hoạt động từ bằng với tính động từ cộng với chi tách một cái ảnh thà có nghĩa là không không như thế nào đó hoặc là không hành động gì đó mình có thở mi tôi không có ngủ được tôi không có buồn ngủ thở mi anh tiếp tục 말 bụt theo mãi một theo tôi không thể nói được đâu không có nói được đâu ví dụ như là có cái chuyện gì đó mà mình uh, giấu trong người mình ví dụ như là uh, chuyện uh, tiền bạc chẳng dạy hạn như chuyện tình cảm hạn nói chung là giấu mình không có nói nhưng mà cái mặt đó thì không có được vui cái uh, chồng mình hỏi có chuyện gì ạ chị nhé mãi một theo bài một theo không nói được ấy chuyện này là chuyện riêng không nói được mãi một theo mãi ở đây là lời nói Một tha đà không thể cái gì đó không thể không thể không thể gì đó một tha đà để bại một theo không thể nói được đâu ố không phải bơi được tôi không biết bơi không suy một theo suy một thế suy ông là là bơi chẳng hạn suy một theo hoặc là mình có ung tròn lái xe mình có bằng lái xe cũng rất là lâu rồi từ 2011 nghìn mười một luôn ung một theo ung tròn một thế đâu có đâu lái đâu biết chẳng hạn ừ, cũng một kê mình lái xe giỏi lắm đó nha <laughs> tiếp tục mẹ nó đu ọp sơi 없어요, mẹ nó đu ọp sơi ờ mẹ nó đu không có lịch sự tí nào còn lịch sự cũng không có nữa cái người vô duyên lịch sự cũng không có nữa ví dụ uh, <laughs> uh, à, à, ví dụ trên xe buýt đi chẳng hạn à, hai đứa đứa trai đứa con gái đang lên xe buýt cái à, đứa con gái nó lên trước cái à, nó thấy cái chỗ rồi nó định bay vô nó ngồi thì thằng trai đi sau bay tới ngồi trước thằng vô duyên mẹ nó tụp sao mẹ nó tụp mẹ nó tụp thấy gái không nhường mà còn bay lên ngồi trước nữa mẹ nó không lịch sự thế nào anh vô duyên quá mẹ nó đây là lịch sự hoặc là uh, lễ phép phép tắt chẳng hạn mẹ nó chú ủ tua ở đây là cũng tuy nhiên là các bạn thấy nhiều câu nó chép chữ tô vô nó mà nghĩ nhấn mạnh nhấn mạnh là cái đứa này nó không có lịch sử tí nào hết đó ộp tại là không à nè mẹ tôi ộp xì chú chim chú heo chú chim chú heo chú chim chú heo chú chim chú heo cẩn thận tí đi cẩn thận xíu chú chim chú mèo nè kiểu như là ờ, <laughs> uh, về nhà chồng đi rửa chén xong rất là choáng bể chén luôn chồng mình sẽ nói hồi à, chủ 좀 cho mẹ chủ 해요 cho mẹ 해요 nè <laughs> <네. cười> hoặc là đang lái xe đang lái xe tăng tăng nghĩ chuyện linh tinh cái dắp cái 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 ờ uh, ở phía trước nó có những cái cục cục gồ lên á những cái đoạn đường mà phức tạp á những cái đoạn đường mà không có được đẹp á hoặc là hay lên xuống hay thường đó cái cái trắng để giảm tốc độ các bạn đang lái xe cái nghỉ mơ màng xong nhảy qua luôn cái cục đó xe nó dâng lên quá xui xui cho cho cẩn thận cái đi đấy kiểu gì kỳ vậy kiểu vậy em mình cũng thấy sử dụng là à sim ta là cẩn thận thêm chữ suông này một tí một chút một lát mình nhét vô để nhấn mạnh ha chú sim chú mẹ còn mình muốn nói bình thường chú sim mẹ cũng được ha nhưng mà chú sim chú mẹ thì nó hơi hơi khẳng chỗ nó hơi, hơi, hơi cảm giác nó nhấn mạnh mà nó hàn quốc không người hàn quốc hay dùng những cái từ này nó khẳng khẳng chỗ muốn nhấn mạnh lên gì cũng nhấn mạnh lên chú sim chum mẹ tiếp tục ý hệ chú sơ sơ cảm ý hệ chú sơ sơ cảm ơn 이해 주셔서 감사합니다. cảm ơn vì đã hiểu cho tôi. Ví dụ như là hôm nay mình bị bệnh mình không có đi làm được xong mình điện thoại lên. Cái mình nói là ồ hôm nay sốt nặng quá không đi làm được chú ơi, chú thông cảm nha. Ví dụ vậy đi. Cái ông kêu ồ ờ, được rồi, con bệnh nó đi bệnh viện cái gì đi. Ờ, cảm giác như người ta đang ờ, đồng ý nhưng mà có vẻ quan tâm nữa. Ồ thì 이해 주셔서 감사합니다. 이해 주셔서 감사합니다. 이해 hiểu ha, chú ta là cho, gì he ta hiểu cho luôn. Ở đây mình có si, động từ, tính từ, bỏ ta ra, có ba chim thì ư si, không có bà chim thì mình nên si. Chỗ này chỉ mang nghĩa là lịch sự thôi, mình nói cho lịch sự thôi. Rồi đi với cái ngữ pháp, ừ, động từ, động từ thường là động từ ha, động từ, a à o, so, đã ha ta. hoặc là khổ cảm ơn cũng có nghĩa là cảm ơn hoặc là mía xin lỗi hoặc là thuế xuống xin lỗi luôn Nè, có nhiều từ nè ở đây cảm ơn thì cảm ơn vì này có nói rồi có nói ở đâu rồi nè tôi làm nhiều quá rồi cái này là xin lỗi xin lỗi vì cái gì đó ai làm mẹ <laughs> nè xin lỗi vì điều gì đó nè cảm ơn vì xin lỗi vì nè xin lỗi vì uh, đến muộn được cho so chuyện xuống âm ni chẳng hạn âm so. ni xin lỗi vì tôi đến muộn bạn lưu ý nha xin lỗi vì ở chỗ này á mình không được dùng cái đuôi unica đâu nha 으니까, 안도 없는 한번뒤는 아, 어서 감사합니다. 아, 어서 고맙습니다. 도와줘서 고맙습니다. 내끼리 미안합니다. 죄송합니다. 로잉 히잉 양보. 좀 해요. 양보. 좀 해요. 양보 좀 해요. 양보 좀 해요. 양대좀 해요 0 1 5 1 6 1 1 1 2 Ừ, trong trường hợp mà hai đứa đứa con trai với đứa con gái cái đứa con trai nó cứ đòi công bằng nó làm gì nó cũng chèn ép đứa con gái đó, cái giáo viên nó thôi giận buốt xuống hè hoặc là có một người nào đó người ta thấy tình hình bất bình hơi giận buốt xuống hè hoặc là trong gia đình cũng vậy chị em anh chị em trong nhà đó giận buốt xuống hè nhường tí đi nè Hằng con lớn của mình á mình hay nói nó nhường em đó lắm nhưng mà nó không bao giờ nó nhường hết á khi nào mà cho nó cái gì tốt hơn thì nó mới bỏ thôi bỏ cái cũ thôi chứ nó đâu có nhường nè giận vua chưa mẹ giận bu ha tà giận bu ha giận bộ là nhường bộ hoặc là nhường ha chu một tí một chút có nghĩa là khẳng chu nhấn mạnh nè 오늘 여기까지 giờ khi các bạn gì sugo 다음 시간에 또 많아요. 안녕히 계세요.